Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Tại hội nghị, đa số đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao đối với sự cần thiết sửa đổi luật, đồng thời các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đóng góp đối với 7 vấn đề lớn của luật như trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, mức ngưỡng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng, về thuế giá trị gia tăng đối với phân bón, đặc biệt là tác động về giá đối với phân bón trong trường hợp áp dụng thuế suất 5%, phương pháp tính thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài trên cơ sở nền tảng số, đề nghị đánh giá kỹ tác động của nội dung sửa đổi, tránh khả năng dẫn đến gian lận đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu, sau đó làm thủ tục xuất khẩu sang nước khác. Đối với trường hợp cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký, đề nghị giữ như quy định hiện hành, chưa cho phép hoàn thuế mà kết chuyển vào kỳ tiếp theo. Đối với các nội dung khác, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện để có phương án thống nhất.